Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại kênh của mình là Ben. Và trong tập phim khép lại mùa 2, Ben và anh trai Bom của mình đã có một cuộc chiến mãn nhãn với Garou, cùng với cú đấm tiêu diệt quái vật cấp độ thảm họa rồng của Saitama đã khép lại One Punch Man mùa 2. Còn quái vật nguy hiểm rất trưởng lão đã bị tiêu diệt, Garou thì bị bắt giữ. Và có rất nhiều kế hoạch nguy hiểm của Hiệp hội Quái vật đã được chuẩn bị cho mùa 3 sắp tới. Và chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sẽ có gì mới và đáng mong chờ trong One Punch Man mùa 3 nhé. Garou sẽ mạnh hơn như thế nào? Quá trình trở thành quái vật của Garou. Season 2 vừa kết thúc, nhưng câu chuyện của cuộc đấu với Hiệp hội Quái vật vẫn chưa đâu vào đâu, và chắc chắn rằng tiếp tục ở phần 2, câu chuyện giữa Hiệp hội Anh hùng và Hiệp hội Quái vật sẽ là một trận oai hùng trong phần tiếp theo của One Punch Man. Và như trong tập cuối, trận đánh giữa thầy trò nhà Nanh Bạc đã diễn ra, quả là một trận võ thuật bá đạo cùng với sự kết hợp với anh trai Bom đã làm cho Garou trước đã tơi tả, nay còn tơi tả hơn. Và may mắn thay cho Garou, Phượng Hoàng từ Hiệp hội Quái vật đã cứu anh trong lúc anh đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Vậy thì Garou được đưa đến đâu, làm gì và anh ấy sẽ như thế nào? Thì thật tiếc, season 2 đã hết. Câu chuyện gian dở vẫn còn đó, nên bây giờ sẽ là câu trả lời cho tất cả các khúc mắc tò mò của các fan One Punch Man. Garou sẽ như thế nào trong phần tiếp theo? Các bạn có thể thấy, khi Garou nổi điên lên, tóc anh ấy đã chuyển sang màu đỏ và mắt phải cũng trở thành màu đỏ. Điều đó có thể khẳng định rằng Garou có thể chuyển thành quái vật mà không cần phải ăn tế bào quái vật, cũng không trở thành một thành viên trong Hiệp hội Quái vật. Vì anh ấy đã làm gì mà trở nên mạnh như vậy? Khi được Phượng Hoàng cứu, anh đã được Giorio dẫn đến hang ổ với lời mời trở thành thành viên của Hiệp hội Quái vật với khả năng mạnh có. Garou được Giorio cho rằng nếu ăn tế bào quái vật thì Garou sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng với lời mời này thì tính cách của con người như Garou sẽ không chịu dưới trướng hay thích bị sai khiến làm bề tôi hay bị thu phục như vậy. Tất nhiên là Garou sẽ từ chối, và theo sát anh là hai con quái vật cấp quỷ, đồ tể hoàng gia kẻ khát máu và bọ thần kẻ nghiêm nghị luôn thận trọng. Là hai nhân vật mới sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo của One Punch Man phần 3. Hai con quái vật này được Giorio cử đi để giám sát Garou. Bởi theo Giorio, theo nhiều kinh nghiệm có mắt nhìn đời của hắn, thì hắn cho rằng Garou vẫn không phải là con quái vật như anh ấy muốn. Bởi vì vẻ bề ngoài kiêu ngạo và dữ tợn, thì Garou vẫn là một con người mà phải nói là một người rất tốt. Season 3 sẽ chứng minh anh ấy tốt như thế nào qua câu chuyện anh ấy sẽ sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ cho cậu bé trai Taero. Và trong phần 3, Garou cũng đã chiến đấu với rất nhiều quái vật khủng chưa từng xuất hiện bao giờ, này mới được đụng độ. Trong quá trình đụng độ đó, anh trở nên hung dữ hơn, điên loạn hơn, muốn chứng tỏ sức mạnh của mình bất chấp mọi thứ. Anh ăn thịt luôn của bọn quái vật. Phân tích một chút về sức mạnh của Garou thì bạn có nói anh như một thần đồng, học rất nhanh. Season 2 chúng ta cũng thấy cuộc chiến của thầy trò nhà Bang, Garou đã xuất chiêu học được từ chó canh phòng mà anh đã được học để né những đòn tấn công từ người thầy của mình. Có thể nói anh đã mạnh, nay lại còn mạnh hơn, nhanh hơn và chuyến thực hơn rất nhiều. Anh cũng đã khiến cho cả Giorio bất ngờ với khả năng chống lại cả sức mạnh tâm linh và né được những đòn tấn công từ vua quái vật Orochi. Nhưng các bạn đừng nghĩ Garou Season 3 sẽ một mình cân hết bọn quái vật nhé. Vì vua quái vật chính là sự bùng nổ trong phần 3, nên mình sẽ giữ bí mật cho sự xuất hiện bá đạo đó nhé. Tuy câu chuyện của Garou vẫn còn đó, nhưng cơ bản thì phần 2 Garou đã biến mình thành đúng với tên kẻ săn anh hùng. Thì sang phần 3 là kẻ khát máu, anh săn hết từ anh hùng đến quái vật. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với Hiệp hội Anh hùng trong lúc đó sẽ ra sao nhé. Biết được sức mạnh thật sự của một số anh hùng cấp S. Hiệp hội Anh hùng như các bạn đã biết là nơi tập trung rất nhiều anh hùng, từ những người có sức mạnh tập luyện siêng năng, nơi mà những anh hùng có sức mạnh về trí óc, hay cả những anh hùng xuất thân từ phòng thí nghiệm và những anh hùng có khả năng siêu việt như chị em nhà Tatsumaki. Hiệp hội Anh hùng là nơi bảo vệ công lý cũng như là cái gai trong mắt của bọn Hiệp hội Quái vật. Vậy qua phần 3 thì các anh hùng sẽ như thế nào? Đầu tiên mình sẽ nói đến anh hùng mà chắc hẳn khi anh xuất hiện sẽ có rất nhiều fan, đó chính là Zombie Man. Anh là anh hùng trong lần thí nghiệm thứ 66 của tiến sĩ Chinus. Sau lần thí nghiệm đó thì Zombie Man đã trốn thoát và tham gia vào Hiệp hội Anh hùng. Sức mạnh của anh giống như Deadpool vậy, anh có khả năng tự hồi phục và tái tạo cơ thể của mình. Tiếp theo là Tiểu Bá Vương, hay còn gọi là Đồng Đế. Sang phần 3 sẽ có rất nhiều cảnh để chiêm ngưỡng sự tính toán khéo léo cẩn trọng của cậu.
còn được giao nhiệm vụ tìm vị trí của con tin, và với khả năng tạo ra những con robot thì đồng đế đã giúp cho các anh hùng khác khá là nhiều, như tạo ra định vị và lên luôn những chiến thuật, chia các nhóm nhỏ ra để tác chiến. Đồng đế còn giao chiến với cả người Phượng Hoàng trong phần 3 này luôn nhé. Qua khả năng thông minh bẩm sinh của đồng đế, người Phượng Hoàng đã có một trận chiến đẹp mắt và thỏa mãn, hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với các fan One Punch Man đấy. Nhẹ nhàng mong manh nhưng không phải mong manh yếu đuối, đó là Flashy Flash. Nhân vật này thì chúng ta cũng đã biết sơ sơ, với khả năng di chuyển nhanh như ánh sáng. Trong trận chiến với bạch tuộc khổng lồ thì các bạn sẽ thấy đó. Cho đến phần 3, anh sẽ được nhắc nhiều hơn khi giao đấu với hai quái vật Cuồng Phong và Lửa Địa Ngục thuộc khóa trên của làng ninja. Và chúng ta sẽ biết được quá khứ của các ninja như Sonic hay Flashy Flash. Bên cạnh đó còn cả sức mạnh của thần ăn và hợp kim đen bóng cũng hết sức bá đạo đấy nhé. Chắc hẳn sự trở lại của One Punch Man phần 3 sẽ háo hức hơn rất nhiều đấy. Những kẻ đứng đầu trong hiệp hội quái vật. Như những gì mình đã chia sẻ thì các bạn đừng nghĩ hiệp hội quái vật chỉ có mỗi chùm là vua Orochi, đứng sau đó là Giorio thì không hẳn đâu nhé. Trong phần 3 chúng ta sẽ biết thêm nhiều nhân vật mới, không chỉ có sức mạnh của các anh hùng mà có sự xuất hiện đầy nguy hiểm của những kẻ đứng đầu trong hiệp hội quái vật. Vậy tóm lại, bên cạnh Giorio ra thì còn những ai? Thứ nhất mình sẽ kể đến là chó Rover cấp độ rồng. Với sự to lớn, chẳng ai dám lại gần nó. Rover đã khiến cho chúng ta khá lo lắng khi Garou đã thoát chết trong gang tấc khi không may lại gần chó Rover. Tiếp đến là Yon, với khả năng như một con mèo. Đồng thời, Yon cũng cảm nhận khá tốt được sự nguy hiểm khi bắt gặp Saitama và chui lọt qua khe hở lớn hơn 3mm. Thế vậy thôi chứ Yon rất khôn khéo và xảo quyệt, được Giorio tin cậy, cho nên chúng ta cũng phải dè chừng với đối thủ này đấy. Đặc biệt, nếu ai đã từng coi qua top trước đây mà mình đã làm thì chúng mình đã nói qua một kẻ mà chắc hẳn bạn sẽ nhớ, đó là vua lang thang, kẻ được một vị thần ban cho sức mạnh. Nghe thôi đã thấy bá rồi đúng không? Hiện tại mình sẽ không nói nhiều về nhân vật bí ẩn này và để anh vào một danh sách top khác. Còn qua đó, chúng ta sẽ nhắc đến một nhân vật khá ấn tượng, đó chính là tinh trùng đen. Nghe cái tên đã rất ấn tượng rồi, vậy tinh trùng đen có sức mạnh là gì? Phần 3 sẽ hé lộ một chút về nhân vật tinh trùng đen. Với khả năng tự chiết tách cơ thể ra thành một đội quân, cộng với sức mạnh hơn người thường thì trong trận đánh với Samurai Nguyên Tử sẽ rất khó khăn với kẻ quái dị này. Những điều cần biết vào ngày ra mắt. One Punch Man mùa 2 đã kết thúc, nhưng có một vài hé lộ nhỏ đã khiến cho tất cả người hâm mộ háo hức trông chờ mùa 3 đến thật nhanh. Sau thời gian trì hoãn kể từ khi One Punch Man mùa 1 kết thúc, phải mất hơn 4 năm chúng ta mới có thể xem được mùa 2. Do đó, các fan đều hy vọng rằng One Punch Man mùa 3 sẽ đến sớm hơn. Bạn có để ý rằng One Punch Man phần 1 có nét vẽ khác so với phần 2 không? Đó là lý do ở phần 1, bộ anime này được studio Madhouse sản xuất với nét vẽ khá giống trong truyện do tác giả Murata vẽ. Tuy nhiên qua phần 2 thì One Punch Man được studio CG Staff sản xuất, một hãng phim nổi tiếng với các bộ anime như Shokugeki no Soma, Children of the Whale, cho nên hình ảnh có thể khác đôi chút. Và theo thông tin từ dân cư mạng thì có thể phần 3 chúng ta sẽ lại được studio Madhouse sản xuất, mà mình không chắc về thông tin này lắm nhé. Và theo các bạn thì các bạn thích nét vẽ nào hơn? Vậy thì ngày ra mắt của One Punch Man là ngày bao nhiêu nhỉ? Theo như từ trang do countdown.tu thì One Punch Man phần 3 sẽ ra mắt vào khoảng ngày 12 tháng 5 năm 2020, nghĩa là khoảng chưa đến một năm nữa thì chúng ta sẽ chào đón phần 3 rồi. Dù sao cũng nhanh hơn khoảng thời gian 4 năm chờ từ phần 1 đến phần 2 đúng không? Thôi, đợi chờ là hạnh phúc mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.